làm gì? Trả lại. Lấy ra mày gì? Ăn trộm, quá người ta ăn trộm. Ăn trộm, quá người ta ăn trộm. Ăn trộm đồ quá người ta ăn trộm. Ăn trộm. Quá người ta ăn trộm. Chúng ta mới ăn trộm. Ăn trộm. Trung Nam ơi, ơi sao bạn ơi, vô nó lấy quần lấy áo nó gom hết rồi nó lấy.